Phong Thủy Tài Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Tài Nguyên. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong video phân tích về các hung vận khí của các hướng nhà trong năm 2020 Canh Tý. Như những video trước, Đức Trung đã phân tích đến các cô chú anh chị vận khí của bốn hướng, bao gồm là hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông và hướng Tây, trong đó có cả sự pha trộn của những cát tinh và hung tinh. Như chúng ta đã biết, chúng ta đang ở hạ nguyên của vận 8 với sao Bát Bạch Tài Tinh nhập ở Trung Cung. Vận 8 có niên đại từ năm 2004 cho đến năm 2023. Trong cái đại vận 8 thì sao Bát Bạch Tài Tinh nhập vào Trung Cung. Và năm 2020 Canh Tý này thì sao Thất Xích Phá Quân đáo đến bản cung nằm ở Trung Cung. Do vậy rằng là với cái việc chúng ta phi tinh, chúng ta hoàn toàn có thể nắm được các vị trí các ngôi sao khác còn lại sẽ đến các vị trí như thế nào. Năm 2020 sao Thất Xích Phá Quân nhập Trung Cung, chúng ta sẽ biết rằng là Bát Bạch Tài Tinh sẽ đến với phương Tây Bắc. Cửu Tử Hữu Bật đáo đến phương Tây. Nhất Bạch Tài Tinh đáo đến phương Đông Bắc, Giáp Bệnh Phù đáo đến phương Nam, Tam Bích Thị Phi đáo đến Giáp Bệnh Phù đáo đến phương Nam, Tam Bích Thị Phi đáo đến phương Bắc, Tứ Lục Văn Xương đáo đến Tây Nam, Ngũ Hoàng Đại Sát đáo đến phương Đông và Lục Bạch Vũ Khúc sẽ đáo đến phương Đông Nam ở trong ngôi nhà của các cô chú anh chị. Và trong những video trước thì Đức Trung đã trao đổi đến các cô chú anh chị vận khí của các hướng, bao gồm là hướng Nam với sao Tam Bích Thị Phi đến, với hướng Bắc với Giáp Bệnh Phù đến, hướng Đông có Ngũ Hoàng Đại Sát đến, đều là các đại hung tinh lớn nhất trong hệ thống cửu tinh. Và duy nhất có cái hướng Tây chúng ta phân tích, đó là có Cửu Tử Hữu Bật đáo đến phương Tây, là một trong những cái đại cát tinh rất là lớn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích đến các cái hướng còn lại. Hướng mà ngày hôm nay Đức Trung xin trao đổi với các cô chú anh chị đó là hướng Đông Nam. Vậy thì hướng Đông Nam thì năm 2020 thì sao nào sẽ đến, các cô chú anh chị có tò mò không ạ? Như Đức Trung vừa có phân tích đúng không ạ? Theo phi tinh chúng ta biết rằng là hướng Đông Nam sẽ có sao Lục Bạch Vũ Khúc đáo đến phương Đông Nam. Sao Lục Bạch Vũ Khúc vốn dĩ là sao Lục Bạch Vũ Khúc, hay còn gọi là sao Văn Xương, sao Vũ Khúc ạ, là một trong những sao mang yếu tố cát tinh, đại tài tinh và quan tinh rất là tốt, mang ngũ hành thuộc kim. Năm 2020 thì đáo đến phương Đông Nam, ngũ hành thuộc mộc, do đó rằng là tại bản cung này thì yếu tố về tương khắc giữa ngũ hành của phương vị cũng như ngũ hành của sao Lục Bạch khiến cho cái việc đó là cũng không có đắc khí trong cái năm 2020 tới. Trong khi đó rằng là sao Lục Bạch lại là sao mà đã thất vận, khiến cho cái việc đó là cái yếu tố về cát tinh cát lợi để hỗ trợ cho cái việc quan vận nó cũng không có đắc cách. Hơn nữa rằng là năm 2020 tại phương Đông Nam thì lại có cái sự xuất nhập của quan phù, của tiểu hao, của ngũ quỷ và của kiếp sát. Đây là những cái yếu tố về tiểu tinh mang yếu tố hung tinh không có tốt trong năm 2020 này. Do đó nhìn chung lại chúng ta thấy rằng là năm 2020 Lục Bạch thì là vốn là quan quý tinh chính khí, tuy nhiên là đã thất vận, lại kết hợp cùng với lại quan phù, ngũ quỷ và tiểu hao cũng như là kiếp sát. Cho nên rằng là nhìn chung lại năm 2020 hướng Đông Nam với ngôi nhà của các cô chú anh chị thì cần phải chú ý những cái chuyện liên quan đến thị phi ở cửa quan, mà tránh cái việc hao tán cái tài sản. Đồng thời là lưu ý những cái việc liên quan đến kiện tụng, giấy tờ, tranh chấp về yếu tố về tiền bạc thì nó khiến cho cái việc đó là những cái sự tranh chấp và có thể là vào tù ra tội thì điều này nó không hề đáng. Trong cái việc nó giao dịch liên quan đến cái sổ sách giấy tờ thì các cô chú anh chị hết sức chú ý đối với bản thân ngôi nhà hướng Đông Nam của gia đình mình. Đặc biệt là hướng Đông Nam năm 2020 thì cái yếu tố về tương khắc về ngũ hành của sao Lục Bạch đã thất vận kết hợp với lại là ngũ hành mộc của phương Đông Nam thì cũng không hề tốt gì cả. Do đó là các cô chú anh chị hết sức chú ý đến cái điều mà Đức Trung nói trên, sự thị phi, sự tranh chấp, sự mập mờ về yếu tố về tiền bạc giấy tờ cần phải hết sức chú ý, và đặc biệt cần phải chú ý cả yếu tố về đi lại nữa. Để mà hóa giải cái yếu tố về thiên khí của sao Lục Bạch năm 2020 đáo đến phương Đông Nam, các cô chú và anh chị chú ý chúng ta có thể sử dụng bao gồm là, thứ nhất, chúng ta có thể sử dụng cái yếu tố màu thảm, đó là cái thảm trải lối cửa nhà ấy, chúng ta sử dụng cái màu thảm đó, màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển ngũ hành thuộc thủy để mang yếu tố về bổ khí loan hoàn, tức là thủy sinh mộc và mộc lại xin lỗi, kim sinh thủy và thủy lại sinh mộc, và yếu tố đấy nó tạo ra cái vòng tương sinh loan hoàn trong cái yếu tố về trường khí trong ngôi nhà của anh chị sẽ trở nên tốt hơn. Chúng ta sử dụng cái màu thảm, màu xanh nước biển để trải cái lối ra vào. Ngoài ra chúng ta sử dụng thêm những cái pháp khí để mà hóa giải và tương thích thêm cái yếu tố về cát khí, của nâng cao yếu tố cát khí của Lục Bạch và hóa giải những chuyện thị phi. Thứ nhất, các cô chú anh chị có thể sử dụng cái thước thập nhị địa chi. Với cái việc chúng ta sử dụng cái thước thập nhị địa chi với cái hình 12 con giáp được khắc nổi trên thước thập nhị địa chi này, nó mang yếu tố về hóa giải những cái vận hạn xấu, mang lại những cái yếu tố về cắt lành đắc lợi, của yếu tố về thái tuế cũng như là các cái các tinh phù trợ sẽ đến giúp đỡ. Do đó là sử dụng thước thập nhị địa chi, các cô chú anh chị dán trên cái bờ mi cửa của ngôi nhà mình vào cái năm tháng ngày giờ mà Phong Thủy Tài Nguyên xem cho sẽ là một trong những phương án đắc cách. Ngoài ra các cô chú anh chị lưu tâm sử dụng pháp khí là có thể sử dụng pháp khí là cái hồ lô ngọc bích để mà hóa giải. Hồ lô ngọc bích mang cái hình tượng của ba chiếc hồ lô sâu lại với nhau để thể hiện cho cái thuyết tam tài thiên địa nhân hợp nhất.
cũng như là mang cái trường khí năng lượng rất là tốt để giúp cho cái việc tăng thêm yếu tố về quan vận, hóa giải những yếu tố về thị phi cho ngôi nhà của các cô chú. Cô chú anh chị thì đây là một trong những phương án mà các cô chú anh chị cũng có thể lưu tâm để sử dụng. Đó, lưu ý rằng là trong năm 2020 với hướng Đông Nam thì chúng ta đón nhận những cái cát tinh cũng như là có những cái yếu tố về không khí nó không có tốt. Do đó rằng là vừa là phương án kích hoạt vừa là phương án hóa giải thì các cô chú anh chị hết sức lưu tâm những cái phần mà Đức Trung chia sẻ trên. Xin cảm ơn và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chuỗi video tiếp theo phân tích các hướng nhà còn lại. Đức Trung xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú trong những video tiếp theo.